8 loại hoa cứ cúng lên bàn thờ thần tài, sau một đêm tiền bạc kéo vào âm âm, đổi đời trở thành tỷ phú. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đối với mỗi gia đình nói chung và những gia đình kinh doanh, cửa hàng, văn phòng nói riêng, bàn thờ thần tài mang đến những ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Điển hình như mang đến tài lộc, may mắn trong công việc, chiêu tài và bảo vệ gia chủ, tránh khỏi những điều xấu xa khi làm ăn. Bởi vậy, bên cạnh việc cần quan tâm đến những đồ lễ đặt trên bàn thờ thì không ít gia đình thường thắc mắc rằng bàn thờ thần tài nên cắm hoa gì? Vậy trên bàn thờ thần tài nên cắm những loài hoa gì để tiền bạc kéo vào âm âm, làm ăn tấn tới, đổi đời giàu nhanh? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Hoa tươi tượng trưng cho những điều tốt đẹp, tinh hoa của đất trời. Vì thế, thói quen trưng hoa trên bàn thờ thần tài mang ý nghĩa dâng lên thần thánh những gì thơm thảo, tốt đẹp nhất để cầu mong mọi người được phù hộ sức khỏe, may mắn. Khi chuẩn bị hoa cắm trên bàn thờ thần tài, nên chọn 9 bông hoa. Theo quan niệm phong thủy từ xa xưa, số lẻ là những số tốt và số 9 chính là con số lẻ lớn nhất. Bên cạnh đó, số 9 còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển, những điều viên mãn, tròn đầy và đặc biệt là mang đến sự trường thọ, vĩnh cửu. Các loại hoa nên cắm trên bàn thờ thần tài. Thứ nhất, hoa hồng đỏ. Hoa hồng là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, nhưng bên cạnh đó, hoa hồng đỏ còn là biểu tượng của sự may mắn. Chính vì vậy, nếu bạn cần tìm một loài hoa thắp hương ông bà hoặc thần tài thì bạn có thể chọn hoa hồng đỏ giúp xua đuổi vận xui, giúp cho gia chủ hút tài lộc vào nhà. Thứ hai, hoa mẫu đơn. Đây là loại hoa mọi người thường nghĩ ngay đến khi chọn mua hoa trên bàn thờ thần tài. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn là sự thịnh vượng, phồn vinh, quý phái. Vì thế, khi chọn hoa mẫu đơn đặt trên bàn thờ thần tài, gia đình sẽ nhận được mọi sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Một số loài hoa cũng mang ý nghĩa tương tự mẫu đơn là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Đây đều là những loại hoa mang ý nghĩa về sự thanh tịnh, tài lộc dồi dào. Thứ ba, hoa sen. Biểu tượng của sự hoàn hảo và ý chí vươn lên, dù sống trong bùn nhưng hoa sen vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Theo quan niệm của y học phương Đông thì các bộ phận của cây sen như rễ sen, cánh sen có tác dụng tích cực đến sức khỏe. Khi đặt hoa sen trên bàn thờ sẽ giúp cho gia đình luôn tràn đầy sức sống và luôn mang đến năng lượng tích cực. Thứ tư, hoa huệ tây. Hoa huệ tây là biểu tượng của sự thanh nhã và thuần khiết. Những ai yêu thích hoa huệ tây cũng sẽ có nét đặc trưng trong tính cách là sự dịu dàng, nhã nhặn. Những đức tính tốt của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc, không biết nên cắm hoa gì trên bàn thờ thần tài thì có thể chọn loại hoa huệ tây. Bạn sẽ cảm thấy lòng mình thoải mái khi trưng loại hoa thánh thiện này trong nhà. Một lưu ý nho nhỏ là nếu huệ tây được đặt trong bình thủy tinh sẽ càng tăng thêm vẻ đẹp sang trọng, quý phái hơn cho không gian thờ. Thứ năm, hoa thủy tiên. Thủy tiên là một trong những loại hoa thường xuất hiện phổ biến trong ngày Tết của người miền Bắc. Loại hoa này được nhiều người ví như chén ngọc, đũa ngà. Ưu điểm của loài hoa này là có hình thức đẹp, sinh động, mang đến sức sống và sinh khí cho bàn thờ nhà bạn. Không những thế, thủy tiên còn đại diện cho khí chất thanh cao, nhẹ nhàng, nhã nhặn, phù hợp với không gian thờ cúng linh thiêng. Không những thế, theo quan niệm phong thủy và dân gian xưa, thủy tiên còn là loại hoa có khả năng thu hút sinh khí, vượng khí, nguồn năng lượng tốt. Loại hoa này cũng có công dụng trừ tà ma, tránh sát khí, mang đến may mắn, tài lộc cho chủ nhân. Trong hoa thủy tiên vô cùng phức tạp và công phu, yêu cầu người trồng phải cẩn thận, tỉ mỉ. Việc dâng hoa thủy tiên lên bàn thờ thần tài, thổ địa
còn thể hiện được lòng thành kính, tâm huyết, tấm lòng của gia chủ đến các vị thần linh. Thứ sáu, hoa đồng tiền. Ngay từ tên gọi, người ta đã biết được công dụng và ý nghĩa của hoa đồng tiền. Loại hoa này có bông lớn, cánh nhỏ, nhiều cánh, tươi lâu, màu sắc tươi tắn, mang đến tiền tài, của cải và may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, hoa đồng tiền còn là loài hoa tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe. Việc dâng hoa đồng tiền lên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật hay thần tài, thổ địa sẽ giúp đem đến may mắn, bình an và tiền tài cho gia đình bạn. Thứ bảy, hoa lay ơn. Lay ơn là một loại hoa quen thuộc trong ngày Tết của người Việt. Loài hoa này có nhiều tên gọi như hoa kiếm lan, hoa dơn. Thường có thân cao, nhiều nụ, nhiều bông, có hình dáng vươn lên đầy kiêu hãnh. Lay ơn thường ra hoa vào mùa đông lạnh nên được dùng nhiều vào dịp cuối năm. Loài hoa này có nguồn gốc từ các nước Âu Phi, mang vẻ đẹp sang trọng, rực rỡ. Lay ơn có nhiều màu, phổ biến nhất vẫn là các màu như đỏ, vàng, cam, vàng xanh, màu hồng. Theo quan niệm phong thủy, lay ơn có tác dụng xua đuổi tà ma, hung khí, mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình. Thứ 8, hoa cúc vàng. Hoa cúc là loại hoa thuộc bộ tứ quý gồm tùng, cúc, trúc, mai. Cúc đứng thứ hai mang ý nghĩa tượng trưng cho sự trường thọ, phúc lộc. Đồng thời, đây cũng là loài hoa quen thuộc được sử dụng phổ biến nhất trong các dịp lễ, Tết. Trong phong thủy, hoa cúc còn là biểu trưng cho niềm vui, sự sống và tài lộc đầy nhà. Với màu sắc rực rỡ, hoa cúc giúp làm ấm và bừng sáng không gian bàn thờ. Hiện nay, có rất nhiều loại hoa cúc khác nhau gia chủ có thể sử dụng để thờ cúng thần tài, ông điện như hoa cúc vàng, hoa cúc đại đoá. Tất cả các loại hoa này đều đại diện cho may mắn, vận may, sự thăng tiến. Thứ 9, những loài hoa có màu đỏ hoặc màu vàng. Nếu bạn đang phân vân bàn thờ thần tài nên cắm hoa gì và không tài nào tìm được những loài hoa trên đây thì có thể chọn những loại hoa có màu đỏ và màu vàng. Cả hai màu sắc này đều tượng trưng cho nhà Phật, tạo sự trang nghiêm và lòng thành kính dành cho thần tài trong gia đình. Những lưu ý khi mua các loại hoa cúng thần tài, ông địa. Thứ nhất, đối với bàn thờ thần tài, thổ địa nên chọn hoa có màu sắc vui mắt như đỏ, vàng, cam, hồng. Đây là màu sắc tượng trưng cho đạo Phật, vừa mang lại may mắn, vừa hợp phong thủy, hài hòa với không gian thờ cúng của bàn thờ thần tài. Thứ hai, khi chọn hoa nên chọn hoa sắp nở hoặc mới nở, có nhiều nụ, cành lá xanh tươi, có lộc càng tốt. Không nên chọn hoa có bông đã nở to hoặc đang nở rộ, sắp tàn. Đặc biệt là vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nên đặc biệt sử dụng hoa tươi có nụ, có hương thơm để thể hiện lòng thành kính. Thứ ba, lục bình cắm hoa nên chọn chất liệu sứ, thường xuyên thay nước, tránh để lâu ngày gây mùi khó chịu, làm hư hỏng hoa cũng như ảnh hưởng đến không gian thờ cúng. Tiếp theo, sau khi cúng nên thay hoa thường xuyên, khi hoa nở rộ, gần tàn thì nên vứt bỏ hoặc thay bình hoa mới, không nên để hoa trên bàn thờ lâu ngày. Thứ năm, thường xuyên lau chùi, vệ sinh bàn thờ thần tài và lọ hoa bằng nước lá bưởi và rượu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên thay nước, thắp nhang hàng ngày. Vào các ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng 1, ngày vía thần tài nên chuẩn bị hoa tươi, quả tươi và lễ mặn để dâng lên thần linh. Quý vị thân mến, bên cạnh những loại hoa nên lựa chọn thắp hương trên bàn thờ thần tài thì bạn cũng nên chú ý những loại hoa không được phép dâng lên cho hai vị. Bởi nếu vô tình dâng lên sẽ khiến hai vị của trách, khiến việc làm ăn ngày càng đi xuống, nợ nần chồng chất. Vậy đó là những loại hoa gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là hoa ly, mang đến sự ly tán, chia ly. Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc hoa rất rực rỡ, kiêu sa. Nhưng vì tránh đi tên gọi của loài hoa này, ly được cho là ly tánh. Ly được cho là ly tán hay chia ly. Chính vì vậy, tốt nhất chúng ta không dùng chúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên, để mong cho mối quan hệ gia đình, dòng họ, thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp không bị ảnh hưởng. Thậm chí kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật. Tuy không được chiêm hoa ly tại bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật,
hoa ly lại có thể dâng lên được ở nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Sự rực rỡ thơm ngát của hoa ly rất hợp để dâng lên mẫu, cầu xin bình an và may mắn. Thứ hai, hoa nhài tượng trưng cho tình yêu trai gái. Hoa nhài có một mùi hương dễ chịu, mang cho mình một màu trắng xinh đẹp, nhưng chúng lại bị liệt vào danh sách hoa không nên thờ cúng. Loài hoa này bởi liên quan đến những câu chuyện dân gian về chuyện trai gái. Chính vì vậy, có người cho rằng trưng loài hoa này trên nơi linh thiêng như thế là không đứng đắn. Thứ ba, hoa dâm mụt với cái tên không thích hợp. Hoa dâm mụt hay còn gọi là hoa dâm mụt có màu sắc tươi, bông hoa 5 cánh nở to và đẹp, nhưng người ta sẽ không sử dụng để đặt trên bàn thờ những nơi uy nghiêm. Tại một số vùng miền của Việt Nam thì hoa dâm mụt tượng trưng cho những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lẳng lơ. Hoa mọc bên rào sẽ ngắt, sẽ hái. Ai đi ngang qua cũng có thể ngắt đem về, hoa đẹp nhưng không bền. Chính vì tên gọi của chúng, chữ dâm trong dâm mụt không đẹp, không thích hợp ở nơi cần sự tôn nghiêm, trang trọng. Hoa phong lan mang vẻ phóng túng. Hoa phong lan là một loài hoa vừa xinh đẹp, vừa bền bỉ, tươi lâu, cũng là loài hoa đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có, trang trọng. Nếu như người con trai nào tặng cho bạn một nhành phong lan thì cũng là dấu hiệu của sự nghiêm túc về tình cảm. Phong lan trắng cũng biểu thị cho trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch và cả sự khiêm tốn. Chúng cũng mang ý nghĩa về sự chân thành, lòng tốt và sự thật. Phong lan dùng cho ngày khai trương như một khởi đầu vạn sự cát tường. Cũng có rất nhiều người tin rằng đây là loài hoa cao quý nên thường mua về để dâng lên bàn thờ. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng chữ phong trong cái tên phong lan gợi đến sự phong tình, phóng đãng nên thường không nên dùng để dâng lên hai vị thần. Cúc vạn thọ có mùi hương khó chịu. Cúc vạn thọ hay còn gọi là hoa vạn thọ có một cái tên hay, màu vàng tươi hoặc cam. Theo quan niệm, hoa vạn thọ có màu vàng tươi điển hình cho sự may mắn và thịnh vượng. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Tuy nhiên, trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên của nó có nghĩa là bông hoa của người chết. Vì thế, nó thường được sử dụng trong các nghi lễ tín ngưỡng, trang trí trên bàn thờ và trồng trong các nghĩa trang, lăng mộ. Hơn nữa, cúc vạn thọ thường có mùi hương khó chịu mà những loài hoa dâng lên bàn thờ thần tài nên có mùi hương dễ chịu. Việc dâng cúc vạn thọ sẽ khiến hai vị không hài lòng và bỏ đi. Các loại hoa giả. Hoa cúng bàn thờ thần tài, thổ địa hay bất cứ bàn thờ cùng ai, gia chủ nên chọn mua hoa tươi, không nên dùng hoa giả, hoa khô, nên chọn hoa có hương thơm. Theo quan niệm, việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm. Chính vì thế, dâng lên hoa tươi và thích hợp để bày tỏ lòng thành kính với bề trên. Bạn cũng không nên dâng hoa héo hoặc hoa khô trên bàn thờ. Vì theo nhiều ý kiến, làm như vậy sẽ khiến mọi người trong nhà gặp điều xui rủi, công việc bất lợi, không may mắn trong năm mới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.